1. Sự trả thù của búp bê ma ám. Một buổi chiều tà, tại nhà của gia đình Nohara, mẹ Mise đang trằn trọc với giấc ngủ. Trong cơn ác mộng, một con búp bê vải xanh xuất hiện. Nó xoay đầu 180 độ, trợn mắt trừng trừng. Mẹ giật mình tỉnh giấc, đồ chơi của Shin nằm la liệt trên sàn. Mẹ kêu đi dọn, nhưng Shin không chịu, còn cãi lại nữa. Đi qua phòng bên thì thấy hai đứa đang ngồi bất động giữa nhà. Này này, đừng có giả vờ không nghe thấy gì nhá. Quay mặt ra đây cho mẹ. Hóa ra là bày trò trêu mẹ, nghịch hết chỗ nói. Tối đó, bố đi làm về và mang thêm một túi đồ. Mẹ mở ra xem thì giật bắn mình. Chẳng phải con búp bê trong giấc mơ sao? Có người ở công ty mua nhưng không cần nữa nên cho bố ấy mà. Thấy mẹ run sợ, bố liền trấn an rằng chắc tại nó hơi cổ điển ha. Con búp bê này cũng phải hơn 100 năm tuổi rồi ấy. Mẹ thì ớn lạnh, Shin thì thích búp bê trẻ xinh cơ, còn Hima thì vui vẻ, ôm em nó vào lòng. Đêm xuống, cả nhà đã ngủ say, chỉ còn mẹ là trằn trọc. Ngay phía trên đầu, con búp bê đó nở nụ cười ma mị. Mẹ choàng tỉnh dậy, chỉ là mơ thôi, nó vẫn đang ngủ cùng với Hima. Ngày hôm sau tại công ty Futaba, người đồng nghiệp cho bố Hiroshi con búp bê đã khuyên bố nên ném nó đi kẻo sẽ gặp tai họa. Thật ra, bố đã nhặt nó ở bãi rác lúc nửa đêm, sau đó thì gặp rất nhiều chuyện kỳ lạ. Giờ phải làm sao? Hima rất thích con búp bê đó, nhất quyết không chịu buông tay. Shin định phụ mẹ một tay thì một giọng nói vang lên. Mẹ chạm vào thì cũng nghe thấy tiếng của nó. Con búp bê biết nói, biết di chuyển sao? Lúc này, bố đang trên đường về. Ở nhà, Shin và mẹ bị đám đồ chơi bao vây, cửa thì khóa cứng. Nó rất căm thù con người. Ta chỉ quan trọng với các ngươi lúc đầu, chơi chán rồi thì các ngươi lại ném ta vào bãi rác. Những kẻ không có trái tim, xứng đáng nhận cơn thịnh nộ của ta. Dù sao ta cũng đã tìm được người bạn tốt nhất rồi, chính là Hima, không cần sự tồn tại của các ngươi nữa. Bố tức tốc chạy về nhà nhưng không tài nào mở được cửa. Hai mẹ con liên tục cầu xin nhưng đã quá muộn rồi. Ồ, lại là mơ à? Nhìn đống đồ chơi bừa bộn, mẹ gọi Shin đi dọn nhưng không thấy cậu con thưa. Đêm ấy, tại bãi rác gần đó, con búp bê kia vẫn còn sống và không ngừng cười điên dại. Hai, điều kỳ lạ đáng sợ ở trường mẫu giáo. Sáng nay như thường lệ, Kazama đứng đợi xe buýt mẫu giáo, nhưng người đón cậu là cô Matsuzaka, chứ không phải cô Yoshinaga. Hỏi ra mới biết, cô Yoshinaga đang ở trường để chuẩn bị cho lễ hội. Đến trường, mọi thứ thật vắng lặng, có thấy lễ hội nào đâu nhỉ? Cô Matsuzaka bảo mọi người đang ở sân thể dục rồi, các em mau về lớp cất cặp đi nhé. Kazama nhìn bao quát trường học, kia là phòng của lớp hoa anh đào, lớp hoa hướng dương, lớp hoa hồng. Tại sao lại tòi thêm một phòng nữa nhỉ? Thấy Shin định mở cửa, Kazama ngăn lại. Cậu hỏi cô Matsuzaka. Không, em đếm lại xem, vẫn chỉ có 3 phòng cho 3 lớp thôi mà. Chắc Kazama mơ ngủ rồi, đừng căng thẳng quá nhé. Vừa mở cửa ra thì một cái chổi ngã bụp xuống. Chắc ai đó để quên trong lúc dọn dẹp thôi mà. Sau khi cất cặp xong, các bạn đi đến sân thể dục. Nghe thấy tiếng náo nhiệt, Kazama hào hứng chạy đến mở cửa. Nhưng nơi đây chỉ là không gian tăm tối không một bóng người. Cô Matsuzaka chạy đến. Nguy to rồi, cả trường không có ai cả. Cô đã tìm ở phòng học của 3 lớp, duy chỉ còn căn phòng thứ 4 thôi. Mọi người đều mong đây chỉ là một trò đùa. Căn phòng này vẫn tối tăm và đầy bụi. Chợt cánh cửa đóng sầm lại, hai đốm lửa xuất hiện, cửa không thể mở được nữa. Cô Matsuzaka bực mình. Khoan đã, Masao đâu rồi? Tìm trong nhà vệ sinh cũng không thấy. Thứ chết, Nene cũng mất tích. Từ trong bồn cầu, tiếng khóc ai oán của Nene cứ vang vọng lên. Chợt bồn cầu giật nước, bắn ba cô trò ra ngoài. Từ trên trần mọc ra những bức tượng, thầy hiệu trưởng, cô Yoshinaga và cả Bo nữa, mọi người đều đã bị hóa đá. Cô Matsuzaka nở nụ cười quái dị rồi gục mặt trước bồn cầu. Bỗng mặt đất rung chuyển, Shin tìm lối thoát thì bị chặn cửa, các bức tượng bắt đầu rơi xuống. Một bàn tay túm lấy tóc Kazama, cô Matsuzaka đã biến thành một hồn ma và tấn công cậu. Dậy đi Kazama ơi, trễ giờ học bây giờ. May quá chỉ là một giấc mơ, nhưng trên tay Kazama đang nắm thứ gì thế này? Lúc sau xe buýt đã đến, mọi thứ diễn ra y hệt như ác mộng làm Kazama sợ hãi bỏ chạy. Chẳng chơi bác. Cùng đi tìm nước ép táo. Nene tuyên bố hôm nay cả nhóm sẽ lại chơi trò gia đình, cơ mà cô bé tự nhiên thèm nước ép táo quá. Thế nên, thay vì chơi trò gia đình,
chúng ta sẽ cùng thưởng thức nước ép táo nhé. Shin thì muốn uống Spear Girl. Kazama lập tức bịt mồm Shin lại. Đây là cơ hội tốt để anh em mình không cần chơi trò đó đó Shin. Ok Nene ơi, uống thì uống. Masao rủ cả hội về nhà. Tìm nhà Masao có nước ép táo. Mẹ Masao mang nước ra cho cả hội. Tu hết một cốc, Nene khen ngon. Nhưng Nene muốn uống loại nước ép táo màu trắng đục cơ. Mẹ Masao đành cho con trai tiền để mua loại nước mà Nene muốn. Cả hội đi hết siêu thị này đến siêu thị khác, nhưng không tìm được. Tìm không được là phải rồi. Nene mua ở máy bán hàng tự động, chứ có mua ở siêu thị đâu. À, đằng kia có máy bán hàng tự động kìa. Nene nhanh chân chạy tới, nhưng nước ép táo Puru Puru ưa thích đã hết hàng. Loại này ngon lắm đó. Chỉ cần uống một ngụm thôi là cổ họng cực sảng khoái rồi. Trời, tụi tu cũng muốn thử một lần xem sao. Ok, chúng mình cùng đi tìm đến khi nào tìm được mới thôi nhá. Trái với kỳ vọng, chỗ nào cũng hết sạch vì nước quá ngon. Mọi người đã thi nhau mua hết. Kazama hiến kế, giờ chúng mình thử tìm chỗ nào ít người qua lại. Chắc sẽ tìm được đấy. Bỗng Nene nhìn thấy một lon nước Puru Puru trong thùng rác. Có thể ai đó đã mua nước ở gần đây, uống rồi đem vứt đi. Cả hội lại chia nhau đi tìm nhưng vẫn không tìm thấy. Ủa, Shin đâu rồi nhỉ? Trời, Shin đang uống gì kìa? À, là nước ép thạch vị nho. Chẳng là nãy vô tình gặp mẹ nên mẹ mua cho ấy mà. Nói mới nhớ, ở máy bán hàng đó có tiền xu ở khay thối tiền lẻ nè. Gớm, cứ tưởng máy bán hàng đó có nước ép táo chứ. Thôi, trước mắt mình đem tiền đến đồn cảnh sát để trả lại đã. Trả tiền xong, trên đường từ đồn cảnh sát về, nhóm bạn thấy máy bán hàng đã đầy ắp nước ép. Cả hội sung sướng thi nhau ngồi uống. Nene giờ bỗng nhiên lại thấy nước ép táo nhà Masao ngon hơn. Kỳ cục thật. Nene bị làm sao vậy? Sáng nay đi học, Nene mặt hầm hầm như thịt bằm nấu cháo. Nhưng không, bị lừa rồi nhá. Thật ra cô bé đang cười toe toét đây này. Buổi sáng hôm nay dễ chịu quá nhỉ, hứa hẹn là một ngày vui đây. Tới trường, Nene vừa tưới hoa vừa cười. Trời, hôm nay Nene ăn phải cái gì vậy? Trong lúc đá bóng, nhóm Shin vô tình đá bóng trúng đầu Nene. Chết rồi, làm sao đây? Phải xin lỗi như thế nào đây? Trái với tưởng tượng, Nene lại hiền lành, quay lại nhận lỗi về mình. Con hỏi Masao có đau không? Chẳng lẽ Nene bị tẩy não rồi sao? Lát sau, Nene lại mải mê ngắm hai chú chim trong lồng. Trông chúng thật hạnh phúc, Nene nói với cô giáo rằng mình cũng muốn lấy chồng rồi ạ. Nene sẽ lấy một chàng hoàng tử tuyệt vời. Còn tiếp đó như nào thì nhóm Shin chưa nghe được rõ. Thế là cả hội đành chạy theo dò hỏi, nhưng cô giáo không tiết lộ. Kazama đoán chắc là Nene sắp chuyển nhà. Cuối giờ học, Nene từ chối đi chơi cùng nhóm bạn. Để Nene đi, Kazama muốn cả nhóm chơi trò gia đình. Cậu sẽ vào vai ông chồng chuyên bám váy mẹ. Masao lập tức giành vai này với Kazama, bo sung phong đóng chó giữ nhà. Chuyển cảnh, mẹ Nene tức giận, lôi thỏ ra hành hạ. Nene vừa về, cầu xin mẹ đừng làm đau bé thỏ nữa. Vào phòng, Nene nhìn đồng hồ, đến giờ rồi, hành động thôi. Từ cửa sổ phòng mình, Nene nhìn thấy một anh chàng đi qua. Ôi, một hoàng tử không rõ tên mà Nene vẫn hằng ngưỡng mộ. Thì ra đây chính là lý do mà Nene thay đổi. Cô bé còn hứa với cô giáo sẽ tỏ tình với anh chàng đấy cơ. Nene phóng ngay xuống nhà, vừa hay nhóm bạn Shin đi qua. Đến gần chàng trai, Nene cất tiếng gọi, nhưng mẹ của anh ấy đã chen ngang. Chàng trai này tên là Aki. Aki phải đưa mẹ tới nhà ga ngay để mẹ vui lòng. Thôi xong. Nene hậm hực, quay qua chút giận với đám bạn. Mấy thanh niên bây giờ phải chơi trò gia đình với Nene suốt 5 tiếng. Chương đầu tiên là sự bạo lực, đánh đập người chồng bám vai mẹ. Lo mà diễn cho tốt nha. Chơi trò máy thám hiểm vũ trụ. Mới sáng ra mẹ đã trách Shin bày bừa đồ chơi khắp nhà. Vì mẹ đi siêu thị bây giờ nên bố phụ Shin dọn nhá. Thôi, dọn làm gì bố ơi, đằng nào lát nữa chơi con lại bày ra mà. Để tạo hứng thú cho Shin dọn dẹp, bố túm lấy ngang quần Shin, nhấc bổng cậu lên, cho Shin nhặt một món đồ chơi rồi cho vào thùng. Cái này giống game gắp thú nhưng giống máy thám hiểm vũ trụ hơn nhỉ. Bố giải thích máy thám hiểm vũ trụ là thứ vừa bay khắp vũ trụ, vừa thu thập nhiều thứ để mang về trái đất. Được rồi, đồng chí Shin, lên đồ. Từ bây giờ chúng ta sẽ thám hiểm vũ trụ, làm nhiệm vụ thu hồi đồ chơi nhá. Để cho giống vũ trụ hơn, bố buộc dây vào người Shin để dễ nhấc người đầu cọ lên hơn. Sau đó, bố từ từ thả Shin xuống gần một con robot. Nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta trở về trạm vũ trụ, thả đồ chơi vào thùng. Làm được một lúc thì hai bố con ngồi nghỉ, uống sữa. Hồi trước bố thấy trên TV, khi thám hiểm vũ trụ, người ta hay dùng một tảng kim loại ném thật mạnh vào bề mặt hành tinh, rồi thu hồi những vật bay ra từ cuộc tấn công đó. Nghe xong, Shin vội ném thật mạnh quả bóng xuống sàn, làm nó bật lên sàn nhà, bay tứ tung rồi đập vào mặt bố. Himawari gần đó vừa mới ị xong, bố con Shin đành gác nhiệm vụ lại để giải cứu phân bé Himawari. Ok, nhiệm vụ thay tá đã xong. Nhưng chưa hết đâu con, giờ chúng ta phải vứt cái này vào hố đen nữa mới được. Vâng, hố đen ở đây chính là thùng rác. Đội viên Shin, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, cần nhanh tay lên. Sau một hồi vật lộn,
Cuối cùng hai bố con cũng dọn xong đồ chơi. À, còn sót Action Kamen dưới gầm bàn. Không thể để đồng chí Action Kamen nằm một mình dưới đó, nên Shin nài nỉ bố thực hiện phi vụ cuối. Do sợi dây ngắn quá, mãi Shin mới với được tay vào Action Kamen. Ok, vậy mình chính thức trở về trái đất nhá. Đang đi thì ouch, bố bị đau ở lưng, ngã khuỵu xuống, làm đổ hết đống đồ chơi. Vừa lúc đó mẹ về nhà. Trời, cái gì đấy hả? Đúng là bó tay với hai bố con nhà này mà. Mẹ làm shipper. Trời ơi, sao ngày nào Shin cũng trễ xe buýt, làm mẹ phải còng lưng đạp xe đưa đến trường vậy nhỉ? Mệt thì đã chớ, lại còn phải qua một con dốc nữa. Mẹ dừng xe lại để thở. Một người phụ nữ gần đó khen mẹ có đôi chân khỏe, vì khỏe mới đạp qua được con dốc này. Người phụ nữ đưa cho mẹ một danh thiếp, giới thiệu mình đến từ UBA Litsu, tìm kiếm tài năng Munata Atsuko. Cụ thể, khi làm việc cho UBA, nhân viên sẽ đến các nhà hàng để lấy đồ, rồi giao tận nhà cho khách hàng bằng xe đạp. Với đôi chân khỏe khoắn thế này, mẹ được kỳ vọng sẽ trở thành con át chủ bài cho UBA. Chưa hết, ở đó còn có chỗ trông trẻ, nên mẹ hoàn toàn không phải lo gì về Himawari. Tối đó, mẹ đem chuyện kể với bố. Bố cứ tưởng tiền lương không đủ nuôi gia đình, buộc mẹ phải đi làm thêm. Nhưng không, mẹ làm vì đam mê đấy. Sáng hôm sau, mẹ bắt đầu đến UBA để nhận việc và được hướng dẫn cách dùng app. Theo đó, địa điểm giao hàng càng xa thì tiền mẹ nhận sẽ càng nhiều. Shin đòi đi theo mẹ nhưng mẹ không cho, vì chở thêm Shin thì nặng lắm. Đúng lúc đó một cô gái xinh đẹp khác vừa đi giao hàng về, chê cười mẹ ngại chở trẻ con thì sao mà trở thành con át chủ bài được. Cô ta cũng chở theo một đứa trẻ đây nè. Mẹ không thể chịu thua được Shin ạ, vịn chắc vào nhá. Sau khi giao được mấy đơn, hai mẹ con gặp lại cô gái hồi nãy. Cô ta lại chê mẹ không có chiến thuật gì cả, giao nhiều đơn gần thì bằng một đơn xa. Trong lúc mẹ giao được một đơn thì cô ta đã có 5 đơn rồi đấy. Mẹ định chuyển sang mấy đơn gần thì cô ta đã giành lấy trước. Không sao, đơn xa thì đơn xa, kiểu gì mẹ cũng cần tất. Đang đi thì Shin kêu buồn tè. Xong xuôi, hai mẹ con lại phóng xe như bay. Mà mẹ ơi! Gì? Con có chuyện muốn nói, con làm rơi mất giày ở nhà vệ sinh rồi ạ. Bực mình thế không biết, mẹ lại phải quay trở về nhà vệ sinh để tìm giày cho Shin. Vì sự cố này mà mẹ bị giao hàng trễ, những đơn tiếp theo mẹ cũng phải vất vả di chuyển bằng cầu thang bộ vì thang máy hỏng. Leo lên được tầng 9 thì mới phát hiện ra thang máy đã hoạt động trở lại. Cuối ngày mẹ mệt mỏi ra về. Từ đằng xa, cô gái xinh đẹp thầm khen mẹ là một người rất chịu khó. Thế này thì sao mà ghét được? Sáng hôm sau, bố phải thay mẹ làm đồ ăn sáng vì mẹ đau cơ, không dậy được, thương mẹ quá đi mất. Cùng giặt gấu bông nào. Vì thỏ bông bị bẩn nên Nene muốn mẹ giặt, mẹ mới tìm trên mạng cách giặt gấu bông siêu hiệu quả. Hay quá, Nene sẽ thử. Nhân tiện hôm nay trời đang nắng đẹp, đột nhiên, con sâu Shin xuất hiện, bò trước cửa nhà Nene làm mẹ Nene tí thì tim rớt ra ngoài. Cô bé rủ Shin giặt thỏ cùng mình, nhưng mà Shin không biết giặt. Thôi thì về nhà vậy, mẹ Nene mừng thầm trong bụng, chỉ mong Shin về, nhưng Nene nhất quyết dụ Shin ở lại giặt cùng. Con nói nếu con trai biết giặt gấu bông, thì các chị gái sẽ mê lắm đó. Tưởng tượng cảnh chị Nanako sung sướng ôm con gấu bông mình giặt, Shin hứng khởi, bắt tay vào làm. Đầu tiên, cậu sẽ giúp Nene gom hết gấu bông giặt một thể. Đi lên lầu, Shin ngang qua một phòng, có tờ giấy ở ngoài cửa ghi, không phận sự, miễn vào. Nhưng dòng chữ này đâu có ngăn được Shin. Cậu mở cửa ra, trời ơi, bên trong ngập một núi thỏ bông mẹ Nene cất giữ. Ngay lập tức, mẹ Nene chạy vào, bảo với Shin rằng mấy con thỏ này sạch sẽ cả, không cần phải giặt đâu. Thế nhưng, trước khi ra khỏi phòng, Shin vẫn kịp túm lấy một con. Theo lời Nene, Shin cần đổ chất tẩy vào chậu trước. Lớ ngớ thế nào, đầu cọ lại đổ cạn chai dầu gội đắp tiền của mẹ Nene, làm mẹ Nene chỉ có thể bưng mặt mà khóc. Nene đưa cho Shin một chiếc bàn chải để Shin chải lông của thỏ trước. Shin chưa kịp làm thì mẹ Nene đã giật lấy chú thỏ rồi đem giấu đi, vì chú thỏ này là hàng vintage, đắt tiền lắm nha. Lúc này, Nene và Shin vẫn đang hì hục giặt. Để nhanh hơn, Shin bật công tắc làm nóng bồn tắm, sau đó thả toàn bộ gấu bông vào, tiện thể đầu cọ chui vào tắm luôn. Ui, có hiệu quả nè, bụi bẩn đang trôi theo nước. Chỉ vài phút thôi là Shin và Nene đã xử lý gọn đống gấu bông, giờ có thể mang đi phơi. Shin cởi chuồng chạy ra ngoài, báo Nene rằng tụi mình còn sót con thỏ vintage này nè. Mẹ Nene ngạc nhiên, sao Shin có thể tìm ra được nhỉ? Nene bảo Shin cứ giặt thôi, cô cậu lập tức mang nó chạy vào bồn tắm. Mẹ Nene đuổi theo nhưng không kịp, chú thỏ đã dính nước. Mẹ giật lấy thỏ, lẳng lặng mang về phòng, xé luôn tờ giấy dán ngoài cửa, sau đó trút cơn giận lên chú thỏ vintage tội nghiệp.